Bạn nào mới chơi TikTok hoặc là chơi TikTok lâu rồi mà video của mình vẫn không đẹp á, không biết cách chỉnh sửa video TikTok như thế nào để đẹp và nhiều người xem, thì hôm nay Hưng sẽ chỉ cho các bạn làm sao để có một video đẹp bằng phần mềm CapCut nha. Các bạn sẽ tải phần mềm CapCut này về máy nè, rồi sau đó các bạn bấm vào nha. Hưng sẽ chỉ cho các bạn từng bước làm từ đầu tới cuối như thế nào luôn, cho nên các bạn chú ý nha. Rồi, sau khi bấm vào phần mềm CapCut thì các bạn bấm vào dự án mới. Rồi ở đây Hưng sẽ chọn một cái ảnh bìa của cái video trước. Các bạn nhớ giùm Hưng nha, để chọn ảnh bìa video thì mình bấm vào hình ảnh. Tại vì cái ảnh bìa nó đại diện cho một cái video, thì người ta nhìn vô cái ảnh bìa người ta thấy rất là đẹp, sau đó người ta mới xem video. Làm như thế nào thì để Hưng chỉ cho các bạn luôn. Rồi bây giờ mình bấm vô cái ảnh bìa này, mình chọn một ảnh bìa nào mình thích. Đẹp là được thôi. Rồi bây giờ mình chọn ảnh bìa xong rồi á, thì bây giờ các bạn bấm vào dấu cộng này. Bấm vào dấu cộng này để thêm cái video, các bạn qua là video. Thêm lại cái video mà mình muốn chỉnh sửa. Ví dụ như Hưng muốn chỉnh sửa cái video này đi. Rồi video 47 giây này đi. Đấy, ảnh bìa có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó chạy cái ảnh bìa này, nó chạy xong nó qua cái hình nói này. Thì cái ảnh bìa các bạn nên để 0,4 giây thôi. 0,4 giây chứ không phải là 4 giây, các bạn nhớ nha, 0,4 giây. Nhiều bạn sai chỗ này lắm. 0,4 giây để khi lên TikTok nó không có bị nhảy gì nè các bạn, nó không bị chớp 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 rất là khó chịu đâu, mà cái hình nó sẽ đứng luôn. Các bạn vào một số kênh coi cái hình nó đứng luôn. Đây, các bạn thấy cái số nhỏ nhỏ này, các bạn chọn 0,4 giây. Đây là 0,7 này, 0,6 này, 0,5 này, 0,4 này. Đó, các bạn có thấy 0,4 giây không? Nó là 0,4 giây rồi. Và cái cách để làm sao có một cái ảnh bìa đẹp và chữ xuất hiện trên ảnh bìa thì các bạn coi video này nha. Video này Hưng đã làm từng bước rồi, các bạn coi video này. Coi video này giùm Hưng với. Trong này thì Hưng sẽ chỉ các bước khác. Rồi. Bây giờ này, một cái video đơn giản này. Bây giờ Hưng bấm vô cái video này. Mình muốn cắt video thì làm sao? Mình chỉ cần bấm vô video, sau đó mình kéo cái màu trắng này. Đó, mình kéo tới đâu thì nó cắt tới đó. Mình kéo tới đâu thì nó cắt tới đó. Rồi mình muốn chia đôi thì sao? Mình muốn chia đôi thì các bạn có thấy là cái gạch màu trắng này không? Cái gạch màu trắng này nó nằm ở đâu á? Thì mình bấm cái tách này ra là nó chia đôi ra thôi. Rồi nó chia đôi ra hai video, các bạn thấy hai video không? Đó, nó chia ra. Rồi cái video này nó có dài quá thì mình muốn ngắn thì mình kéo lại. Đó là chia cắt nằm đây nha. Rồi bây giờ các bạn hay hỏi mình tốc độ video làm sao cho nhanh nè. Ví dụ như cái đoạn này mình muốn cái ông này ông nói nhanh hơn thì mình làm sao? Mình nói nhanh hơn, mình muốn đoạn nào thì mình nhớ là edit cái nào thì bấm vô. Rồi mình muốn cái đoạn này nhanh hơn nè, thì mình bấm vô đây. Xong các bạn thấy chữ tốc độ không? Các bạn thấy chữ tốc độ, các bạn bấm vô chữ tốc độ. Xong các bạn bấm chữ bình thường nè. Xong các bạn kéo lên. Nhớ là kéo lên làm sao mà nghe ông nói vừa tai là được. Đó, mình bấm vô là nghe ông nói nhanh hơn rồi nè. Đó. Thì ông nói nhanh quá sao nghe vừa thôi. Thì bài điều này thì đôi khi mình thì mất rất là nhiều tiền á. Điều đầu tiên nếu bạn kinh doanh nhà hàng thì bạn... Rồi, các bạn thấy không ạ? Chỗ này nè, nói như này thôi hoặc lớn một xíu thôi là được rồi, chứ nói nhanh quá thì không nghe được đúng không? Nói như này là sao mà nghe được, nó vừa thôi. Nói như này thì nghe được nè. Nha, các bạn nhớ chú ý giùm Hưng. Thì đó là tốc độ, sau khi chỉnh xong thì các bạn bấm gì? À, các bạn bấm dấu tích này là xong nha. Rồi xong rồi đấy. Được rồi, chúng ta sẽ bấm quay lại. Thì đó là chỉnh tốc độ của video. Rồi bây giờ chúng ta nè, chúng ta muốn ghép một cái video vô nữa thì sao? À, ví dụ như chúng ta muốn ghép một cái video vô góc này thì sao? À, ghép vô thì các bạn dùng này nè. Các bạn sẽ dùng lớp phủ. À, các bạn sẽ dùng lớp phủ nha. Đây. Các bạn thấy nè, các bạn sẽ dùng lớp phủ chèn hình hoặc là chèn video cũng được. Ví dụ như Hưng đang nói, Hưng muốn chỉ lên nó xuất hiện cái ảnh cái video gì thì Hưng bấm nè, rồi thêm lớp phủ nè. Ví dụ như Hưng đang nói đi, Hưng đang nói Hưng muốn chọn một cái hình ảnh nào đó. Rồi, chọn một cái hình ảnh nào đó đi. Ví dụ như là một cái hình ảnh về về cái mic này đi, đúng không ạ? À, về cái gì nhỉ? À, về cái gương này đi. Rồi, ví dụ như Hưng nói về cái gương này đi. Rồi cái gương này, ví dụ như nói về cái gương này, hoặc là các bạn nói về cái gì các bạn bỏ đưa lên cũng được. Các bạn muốn to thì các bạn banh ra thôi, các bạn muốn nhỏ thì các bạn kéo lại. Hưng mới nói là đây là cái sản phẩm của Hưng nha các bạn, cái sản phẩm Hưng xài rất là lâu rồi đấy. Thì Hưng chỉ lên một cái là nó xuất hiện cái gương này, một là cái gương này, còn hai nhá, ví dụ như các bạn cái gương này nó xuất hiện nè, rồi cái gương này nó xuất hiện bao nhiêu lâu thì tùy bạn, bạn sẽ kéo cái độ dài của nó. Đây, cái gương là cái này nè các bạn nha, cái đoạn đó nè, các bạn sẽ kéo cái độ dài của nó như thế nào thì tùy các bạn, hoặc các bạn di chuyển nè. Các bạn không muốn xuất hiện ở đấy thì các bạn di chuyển qua đây thì nó mới xuất hiện nè. Đó. Xong rồi kéo này lên. Rồi bấm vô kéo lên. Đó. Muốn xuất hiện ở đâu thì kéo đấy. Ví dụ bây giờ mình muốn video thì sao? À, muốn video thì mình cứ thoát cái này ra trước đã. Rồi, thoát ra hết đi. Xong rồi sao ạ? Xong rồi lại bấm lớp phủ. Xong rồi thêm lớp phủ. Xong bây giờ mình bấm qua video. Thêm cái gì cũng được. Ví dụ như mình thêm một cái video. À, cái ông này ông nói ở cái đoạn này đi. Đúng không? Đấy. Thì mình thêm một ông nữa. Mình thêm cái ông này mình cho nhỏ lại. Mình cho nhỏ lại cho ông lên góc này. Được. Cái ông này sẽ nói về cái ông kia. Và cái ông này muốn xuất hiện bao nhiêu á thì tùy mình thôi.
Đó, mình muốn xuất hiện bao nhiêu thì tùy mình kéo ổng ngắn lại. Nha, mình kéo ổng ngắn lại. Còn đoạn nào thì dễ rồi. Đoạn nào thì mình di chuyển tới di chuyển lui nè, đúng không? Rồi nó cũng giống như kia thôi. Đó là cái việc mà thêm ảnh ảnh gì à, thêm một lớp phủ bằng video. Hoặc là này các bạn coi này, hai ông đều nói này. Này thì đôi khi mình anh ơi cho em hỏi là khi mình đi điều... không? Ông ở trên nói, ông ở dưới cũng nói. Đấy. Thì tùy mình thôi, mình sắp xếp như thế nào cho nó phù hợp là được. Thì đó là cái gì ạ? À? À đó là cách thêm lớp phủ nha. Đấy, giúp cho các bạn yên tâm khi các bạn làm rồi đấy. Đầu tiên là ảnh bìa nè, thứ hai là gì, lớp phủ nè, thứ ba là tua nhanh tua chậm nè, rồi tiếp theo nè. Tiếp theo nha. Tiếp theo là các bạn nhớ xuất theo đúng. Thường các bạn làm nè, các bạn làm video xong á, các bạn quên mất là xuất xuất ra khung hình như thế nào cho chuẩn luôn. Thì Hưng chia sẻ với các bạn nha. Tại vì cái quy định của TikTok là video dọc, mà video dọc thì cái định dạng của nó phải đúng. Để đúng định dạng thì các bạn chọn nè, định dạng nè. Các bạn chọn định dạng nha. Đó, định dạng của nó là 9:16. Các bạn nhớ giùm Hưng là chọn 9:16, chọn 9:16. Bình thường là các bạn làm xong các bạn xuất ra cái video nhỏ xíu thôi là nó sai định dạng đăng lên là nó không có được viral đâu, nó được TikTok nó không có thích nếu mà các bạn đăng một video sai, mà kể cả người coi người ta cũng không thích nữa. Thì đó là 9:16, Hưng chọn 9:16 nha. Rồi tiếp theo nữa nè. Tiếp theo các bạn nhớ kéo về cuối cùng. Cái này mới là cái quan trọng, rất rất là nhiều bạn bị vi phạm ở chỗ đây, bị quên ở chỗ đây chứ không phải là vi phạm, không nhầm. Đó. Cái đoạn cuối cùng này các bạn thấy đen đen như này thôi, nhưng mà khi video của bạn nó chạy hết xong nó hiện ra cái đen thui này nè, cái logo cắt kết này, cho nên các bạn làm gì ạ? À các bạn hãy bấm vô này, xong nó hiện từ xóa này, các bạn bấm xóa đi. Để làm gì ạ? À để video của mình nó tới đây thôi. À nó tới đây là được rồi. Đó. Thì đó là những cái cơ bản nhất mà Hưng giúp cho các bạn là cắt video như thế nào. À, lòng phủ một lớp video vô như thế nào, phủ một cái hình như thế nào. Rồi thêm chữ nha, thêm chữ nữa, một phần thêm chữ nữa. Ví dụ như Hưng đang nói mà Hưng muốn thêm chữ thì sao? Hưng muốn thêm chữ thì sao? Rồi Hưng muốn thêm chữ thì Hưng bấm vô văn bản. Hưng bấm vô văn bản xong Hưng bấm vô thêm chữ thôi. Đấy, Hưng thêm chữ vô thôi. Rồi Hưng thêm chữ vô. Đấy, muốn thêm chữ bao nhiêu thì thêm, di chuyển lên xuống thì tùy bạn nha. Rồi muốn chỉnh sửa chữ á, thì các bạn chọn tùy các bạn nè. À, phong cách nè. À, phong cách thì chữ kiểu chữ gì thì mình chọn. Đó. Ok nha. Chọn kiểu chữ gì là do mình thôi. Chọn xong thì mình bấm chữ V này là xong cái phần chữ. Cái phần chữ nó cũng vậy thôi, các bạn muốn xuất hiện như thế nào bạn kéo nó tới nè. À, kéo nó ngắn dài ra tùy các bạn, xong nó di chuyển. Ấn giữ lại là di chuyển, giữ cái tay vô, ịn cái tay vô cái điện thoại nè. Xong di chuyển qua di chuyển lại là nó sẽ di chuyển, các bạn thấy không? Thấy cái tay hơn đang làm không, nó di chuyển đúng không? Rất là dễ đúng không? Thì đó là thêm chữ đó. Rồi thêm nhạc thì sao? À thêm nhạc thì các bạn nhớ nè, thêm nhạc là âm thanh nè, các bạn xuống phần âm thanh nè, các bạn bấm âm thanh. Xong các bạn bấm vô âm thanh. Rồi. Các bạn làm gì ạ? À các bạn tải lên thôi. À, bấm vô âm thanh. Rồi các bạn tải lên thôi nha, phải đăng nhập à. Dạ Hưng chưa đăng nhập. Không sao, cái phần âm thanh này thì các bạn bấm vô âm thanh, các bạn tải lên là được nha. Tải vô là được. Rồi. À, âm thanh đã trích xuất này, mình chọn cái này cũng được. Ví dụ như mình chưa cài đặt cái này thì mình chọn âm thanh này, mình chọn âm thanh đã trích xuất này, là trong cái video của mình nó có âm thanh rồi á, mình chọn một cái video nó có âm thanh thì nó chỉ lấy âm thanh thôi. Nó chỉ nhập âm thanh lên thôi nè. À nó chỉ nhập âm thanh lên thôi các bạn nha. Cái xanh xanh là cái âm thanh này. Nó chỉ nhập âm thanh thôi. Cho nên các bạn có thể lấy âm thanh từ video khác, các bạn tải một video trên TikTok về cho các bạn lấy âm thanh đó bỏ vô đây là được. Âm thanh thì cũng vậy, các bạn muốn xóa, các bạn muốn cắt gì thì nó cũng giống như video thôi. Ví dụ như tách ra là hai cái này, muốn xóa thì kéo nó đi. Cho nên các bạn có thể bỏ được cái đoạn ầm ờ nhờ cái âm thanh này. Muốn xóa thì sao, mình bấm vô xong mình bấm nút xóa là nó xóa. Rồi, đó là âm thanh. Ví dụ như các bạn muốn lồng tiếng thì sao? Xóa cái âm thanh này đi để lồng tiếng nha. Rồi các bạn muốn lồng tiếng thì các bạn cũng bấm vô âm thanh này đúng không? Bấm vô âm thanh cho các bạn bấm lồng tiếng. Rất là nhiều người bạn hỏi Hưng lồng tiếng như thế nào thì bấm vô lồng tiếng, sau đó bấm giữ cái nút lồng tiếng này. À xin chào tất cả bạn đã đến với lại kênh YouTube của Hưng Huỳnh ngày hôm nay. Đó. Thì đó là Hưng lồng tiếng đó. Rồi Hưng lồng tiếng xong rồi bấm giữ chữ V là xong nha. Rồi cái đoạn lồng tiếng này muốn cắt hay là muốn làm gì, ví dụ như có cái đoạn là ầm ừ á thì mình bấm tách nó ra, xong mình xóa cái đoạn ầm ừ đi. Đó mình xóa cái đoạn ầm ừ đi, mình kéo hai cái sát lại với nhau. Rồi mình kéo hai cái sát lại với nhau là nó xóa cái đoạn ok nha. Thì đó là cái mà Hưng giúp cho bạn làm được một video hoàn chỉnh rồi đấy. Thì các bạn cứ dựa vào video này là các bạn sẽ làm được thôi, nó đơn giản là như vậy thôi. Nếu mà có cái gì khó khăn hay là muốn hỏi cái gì thêm thì các bạn có thể comment ở phía dưới. Hưng sẽ chỉ cho các bạn cách làm sao để chỉnh sửa video hay hơn nữa và cách làm sao để làm kênh YouTube của các bạn được viral, được nhiều người xem hơn, và đặc biệt là bán hàng từ kênh TikTok nha, Hưng nhầm, từ kênh TikTok nha các bạn. Đấy, thì các bạn muốn gì, muốn tạo kênh TikTok thì coi ở đây. Muốn coi các chính sách của TikTok để giúp cho mình không bị vi phạm thì ở đây. Đấy, muốn làm sao có kịch bản để làm TikTok thì ở đây. Tất cả những cái điều đấy ở trên kênh của Hưng nó có hết rồi. Nếu mà video này hay thì các bạn có thể để lại cho Hưng một like nha, hoặc là follow kênh của Hưng để Hưng có thể giúp cho bạn làm kênh TikTok tốt hơn nữa. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo nha.